xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trả lời với quý Trần Kim mơ. nên nhưng mà hôm nay tôi tính nói là tôi là youtuber mượn ngạc số một Việt Nam nhưng mà cái câu này tôi có anh em nên tôi không cần mượn ngạc đâu. hôm nay tôi sẽ review một em, một em mà có thể nói là một nhân vật chính trong các à, ở trong một bộ phim bả diên ngọc rồng à, có sức mạnh phi thường. lúc đầu thì đẻ ra đã mạnh sẵn rồi mình đồng gia sắt rồi cái gì đó bù lon súng bắn không chết từ từ mạnh lên như điên luôn nhưng mà là một nhân vật bị kỳ thị trong mọi game anh em thí <laughs> dụ như onsa thấu với defend chẳng hạn em Goku À, cùi lắm năm sao đánh như cái gì vậy đó dạ ở đây cũng vậy luôn không khác gì hết có thể là amin của on tower defense với amin của anime mania là chung một sở thích <laughs> một sở thích biến thái <laughs> đó chính là dìm hàng những cái con ví dụ như là naruto hoặc là son goku anh em dạ hôm nay tôi sẽ đi review em son goku nha đó người ta thấy anh em thấy nè phượng hoàng macro màu đỏ nè mi hot Mi hảo hảo màu đỏ gozo màu đỏ màu đỏ hết nè goku bin là màu cam luôn anh em My Mythical nha Và em Goku của chúng ta là <laughs> Màu xanh nha Chỉ là Uncommon thôi Chứ không có được Legendary nữa Nên tôi không hiểu Nhưng mà Rõ ràng là Amin nào Cũng kỳ thị Son Goku hết á Các là cái kiểu như là Amin để dành để dành chừng uh, nữa admin sẽ cho lên Goku trạng thái Master Chan Tiết Sáng vô cực gì đó hiện tại là Son Goku món Son món SSG tức là chỉ là trạng thái Super siêu Saiyan thôi Super là siêu rồi. À, là trạng thái siêu xe gian nha. Rồi, thì tôi cho nó ăn lên level 10 rồi. Thì con này không có tiến hóa luôn, nó mới đau đó nè. Nếu mà có tiến hóa lên Legendary thì cũng là chuyện bình thường đúng không? Những nhân vật khác có Legendary mà tại sao Son Goku không có á? <laughs> không biết, min kỳ thị hay sao đó. Em này bán thì chả có đồng bạc nào hết á, chỉ có 5 gold thôi nè. Rồi, về skill nha. Thì tôi review em Son Goku là bởi vì đây, đam chính thôi, không đau ba năm 50 không đau 4 nha cái này là anh em dành chắc biết hết là Kibat nè là trưởng đó rồi kame quay nè kame là sống kame thật ra thì tiếng nhật là con rùa nhưng mà ở đây ý nghĩa là kame kame đó quay là cơn sóng đó tức là trưởng á à, luna nè rồi cái này cái này quan trọng là anh em không down không dây rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thử nha tôi sẽ cho anh em coi thử đến đây nè tôi nay tôi đi với ông bà giáp chị chiều số 4 anh nè Ủa không đau không dây là không dây thiệt nha chứ không phải không dây giả đâu nó ghi không dây và không dây luôn hôm nay chúng ta sẽ thực chiến với cái không đau không dây này để coi nó như thế nào thì con xong tôi cứ tôi mới lấy bữa mười thôi à ông quay chóng mặt quá ông bà giá tôi <laughs> tôi ngủ đi một ông nó đi chung đi một mình sẽ chết nhục lắm <laughs> tôi đi mất đầu tiên luôn anh em tại vì mấy mấp sao đi không nổi <laughs> nên tôi đi mấp đầu tiên nha ngủ ông bà giáp vô rồi vô anh em ơi đây đầu tiên là chiêu kibat nha út trưởng nè Ờ, con quái nó vẫn còn nguyên <laughs> nhưng mà xã đang hồi skill nó nhanh con này thì um, nói chung ít người xài đến đó. mà anh em thì ai cũng xài lên dành ra trở lên không à nhưng mà khi bán này đánh á đầu tiên là thấy không hiệu quả nè tiếp <laughs> sống kamehameha Me Kamehame. tôi có tôi có một cái thắc mắc nhỏ anh em là khi xong goku nó đánh mà nó trượt kamehameha thì uh, thằng kia sao nó không đính nó đứng nó nó đứng nó nhìn không nó không đánh lại nếu mà nó đánh lại thì xong cô cô có mười mạng cũng không chịu nổi nữa mới cái dẫn công đó nha kha mê kha là coi như là nó trưởng là xong rồi là chết queo rồi nhưng mà không trong phim nó khác anh em nó, trưởng lúc nào cũng được á nó trưởng cho dù là 30 phút đi nữa cái thằng đánh đối phương nó vẫn đứng nó nhìn nó chờ <laughs> nó ngậu vậy đó nhưng trong game không có như vậy đâu hết đứng đây mà rặn mà kha mê kha ha là nó đặt nó đánh đó cho mê ha mất máu luôn này mình chửi người ta mình mất máu luôn mới ghê chứ video tiếp theo luna phalare gì đó Ủa, đánh, đánh chưa vậy ai đánh chưa đánh rồi à lại 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 út trời ơi đánh cái gì đâu mà con quái không thấm vậy coi là coi cô đo xe anh nè Coi đây coi cu vàng này nè anh em. Để tôi thử lại ship số 3 coi anh em. Gì vậy mấy ông? Trời ơi đánh gì không mất máu gì tơ vậy? <laughs> gì vậy nó bị đứng im hay sao á? Hình như nó có chiêu đứng im hay sao nhưng mà nó không mất máu. K B H B H H. Chữ chưa vậy? <laughs> chữ số 3 chữ số 3. Úi. Bụp bụp bụp. À nó điểm nguyệt làm cho quái đứng một xíu anh em. Đó, oh, điểm nguyệt à, Goku nay qua bên Trung Quốc học điểm nguyệt nha Son Goku ừ. Thì cái tên Son Goku đó các bạn Dịch ra tiếng Hán Việt các bạn biết đó là gì không Đó chính là Tôn Ngộ Không đó <laughs> Tôi không có nói điêu đâu à, Thật sự luôn nó là Tôn Ngộ Không nha Tôn Ngộ Không nói qua tiếng Nhật là Son Goku đó Nên là các bạn coi bãi dây câu cầu các bạn sẽ thấy là oh, sao Son Goku giống Tôn Ngộ Không quá đầu tiên là hình dáng giống con khỉ là một nè Có vẻ như ý nè Đã vậy mà còn có cân đủ dân nữa đúng không Đó là do là Son Goku là cái phiên bản của cung Tôn Ngộ Không đó Có thể nói là phiên bản tiếng Nhật Amin à đầu tiên thì Amin sẽ bắt đầu ý tưởng Bắt chước ý tưởng vậy Lúc sau thì thành người người Không phải người nào biết à Người say da, say thịt, say lúa, say gạo thì nó khác Nhưng mà bản chất là nó là như vậy các bạn là có thể là một ý tưởng thoáng qua từ sông son goku là tôn ngộ không yeah. À Akira Toriyama bữa tức điện thoại tôi à, thật ra là nó chơi thôi chứ không có <laughs> ông điện thoại tôi ông nói vậy mà ông nói là ông cũng nghĩ ra từ đó đó ôi ghê 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 khi nó bu lại nhiều đánh cũng hiệu quả đó anh em tôi thấy sao cô đánh tay đôi còn mạnh hơn đánh mấy cái kia đó vô 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 <laughs> tôi đánh tay đôi còn ngon hơn nữa đó vô 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 <laughs> chuyện chiêu cho vì ngu người nè rồi đánh nè kỳ bát nè ôi bây giờ là chúng ta sẽ đi tới cái món mạnh nhất của em ấy nha cái món mà có em ấy là tôi mới review thôi nè em tôi review em ấy gì chi skill số 4 nha ui đã 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 đã, đã. vô 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 ừ, sao không ai bù lại tuổi từ bù vào bờ rác không vậy đó tôi bấm liên tục anh em bấm liên tục anh em mà chỉnh auto cây là không có con quái nào vô được luôn á mấy cái con không phi tiêu thì tôi chịu nha mấy con không phi tiêu thì tôi phải dính đòn nên tôi không né được phi tiêu cái chiêu quay này nó làm tôi nhớ nó giống cái chiêu toàn phong quyền trong phim cậu bé vô à, trong tiện cậu bé vô xong đó đánh thì kiểu xây toàn <laughs> vô 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 biểu đâu vô, vô được đâu vô 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 bu lại <cười> <cười> đánh không dây nha cơm đau không dây bóng liên tục luôn <laughs> chỉnh auto bo là đánh lắc máy lắc mạng luôn chăng game luôn tao không khi nó quay đó nó lại im nữa nên em tức là nó miễn dịch luôn nữa cho nên phóng vi tiêu nó phóng đồng lúc nó quay thì cũng không có tác dụng gì luôn Ờ à, quay 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 trong mặt quá mà cái con này đánh chất giả thì anh em ơi, quay hoài nó chả sao hết rồi thì khả năng cao là xong cũng cô phải lên lên dành ra đi thôi à, nhưng mà bây giờ thì chưa có lên em Và tôi thấy là xong cô cu game nào cũng bị kỳ thị hết trơn. Đó, hai người quay lắc máy, lắc máy. Vô quay 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 tôi đứng đây rồi, tôi quay thôi. Tôi quay chân về thôi là nó chết quen hết trơn. Sao mà sống nói đó, vô, vô <laughs> Hơi lâu một xíu, Ấy, Ấy, kia chết chết đây kìa Ông kia sắp chết đây kìa, để tôi cứu bồ Để tôi cứu bồ <laughs> Cứu bồ kìa, để ông chết, còn ông mình, tội nghiệp Vô, quay, quay nó Sao vậy, phải Kamehameha thôi. Kamehameha, rồi, là, là. chữ dưới mặt đất không vậy ông chứ không chết con nào luôn nè em Bụm Thấy chưa, trong vô cưng hơi bị ghê Tới đánh boss coi Vô. <laughs> đó, người ta review mấy con dành Dari này nọ thì thường rồi Tôi nay tôi đi uncommon nè anh em Vô Sao nó không đánh tôi mà nó với ông bà giáp không vậy Ê, Vô, vô, vô Nè, không bị đánh luôn nè Ê, mất máu mới đào chứ Vô, son google của... <laughs> Một mình ta chấp hết tụi này Đây, quay, quay, quay Lúc quay mình sẽ không bị ăn đam Nhưng mà mình quay được có một xíu à Hết quay thì lại ăn đam tiếp nè Vô, vô, vô ơi Ủa, ông mà bư đã xử lý không xong hết đám kia rồi à vậy không sao để ta ai à, ai à, đã đánh đã đánh đã đánh do ôi quay quay đủ kiểu hết quay chân quay chân thần trưởng nên đánh bằng cách quay chân thôi anh em nó bắn xa thì mình bó tay ăn đòn thần trưởng thôi cái chi số 3 nó như là cái chiêu làm cho quái đứng im nè đó liu 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 đâu tới được đâu Ở trên dịch không tới được mà nó bắn được mới ghê chứ vậy, vậy các bạn em này không có mạnh anh em có một sự thật đó là Goku game nào cũng bị kỳ thị hết nhưng mà tôi nghĩ là tương lai sau thì em ấy sẽ ấy đé nè em ấy sẽ lên lên dành thôi tệ tệ cũng phải lên lên dành chứ chứ như vậy đánh lại ai chào hai ha ha chữ nó đi trời gần không anh em ơi không chữ xa được nữa vô 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 nhưng mà cái chiêu quay này được nha chiêu quay này nếu mà không có quái đánh xa thì mình đánh nó hiệu quả nè. Còn có quá đánh xa thì đánh không hiệu quả nè. Nhìn nó biến liền anh em. Do đó ông này, ông bà giác, ông mới bắt đầu lấy con bé bù ra ông đánh nè. Thôi à, thì video hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.